Hello cả nhà mình nhá. Đấy, lại khung giờ thân thuộc rồi. Đấy, chờ đợi cả ngày giờ làm việc vất vả đây. Đấy, chờ đợi khung giờ thân thuộc để gặp lại đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình nhá. Em Thanh Tùng đây gia đình ơi. Đấy, lại bước sóng thân thuộc đây, báo giá cũng như livestream tương tác với đại gia đình mình và những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, và chia sẻ comment cũng như bình luận cho em đi gia đình ơi. Đấy, hai số like nào. Để lại số like mình cùng dễ tham khảo hơn nhá. Đấy, xin chào những quý vị khách hàng thân thương đầu tiên vào xem buổi livestream của hôm nay này. Đấy, những người luôn theo sát bước chân của Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, hôm nay thì về rất nhiều mẫu xe mới luôn. Đấy, về rất nhiều mẫu xe mới để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình này. Đấy, về một con Samsung MS3 này, nhập hàn 2010 này. Một con Avel 2016 này. Một con i12 đầu 2015 màu trắng nhá. Đấy, về thêm một con Matiz này nữa đây. Matiz 2000 mà chất như 2015 luôn đây. Để phục vụ gia đình mình đây. Đấy, rất nhiều mẫu xe mới về đây. Cả nhà mình vào comment chia sẻ bình luận giùm em Tùng đi. Đấy. Đâu con đi mời trắng này đâu rồi? Đi mời trắng kia, đi mời trắng hai đầu kia rồi. Đấy, mới về đây. Vâng, chào Phú Đức Thuận này, chào Khúc Văn Công, chào bác Trần Thị Thu Hằng này. Chào lại gia đình mình nhá. Đấy, về một mẫu Captiva này. Đấy, một mẫu Captiva tiếp tục Captiva trước máy dầu này rồi đúng không? Thì hôm nay về một mẫu Captiva máy xăng 2.4 này. Đấy, về một em Tucson này. Đấy, một em Tucson đây. Đấy, ở cuối bãi này để phục vụ gia đình mình nhá. Đấy, nhà mình đang quan tâm đến mẫu nào, dòng nào đây, cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng tư vấn cho nào. Đấy, Tucson về rồi nhá. Tucson dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn phục vụ nhu cầu của gia đình mình thôi. 5 chỗ đến nhà Hyundai đây. Vâng, chào Văn Nguyễn này, chào Vũ Đức Thịnh này. Chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe luôn để phục vụ nhu cầu gia đình nhá. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh, trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 7 chỗ đến 4 chỗ đã qua sử dụng này. Đấy, các bác nào có nhu cầu tìm những dòng xe nào nhá, bình luận comment đi. Đấy, thủ tục mua bán là một này, giá cả như nào nhá, ship xe ship sổ như nào, cứ bình luận em Tùng tư vấn cho nhá, tư vấn trực tiếp cho. Đấy. Đấy, 7 chỗ Santa Fe cũng có này, có 300 triệu đấy nhá, giá bằng con Morning luôn này. Asen 209 này, đấy, mắc lớp sedan hay đầu phân khúc hạng D luôn này. Phân khúc hạng D mà bán có 130 này. Đấy, nhà mình cùng theo dõi cùng Thanh Tùng đi. Đấy, lanh quanh một vòng chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Xem có nhặt nhạnh, xem có nhìn qua được ưng em nào không nhá. Ưng gọi điện luôn. Hai số line đang để trên mình rồi. 0343540099 và 0347707077 nhá. Cứ gọi điện đi là có anh em tổ tư vấn nó trả lời rồi. Đấy, để tư vấn cho mình về giá cả nhá, chất lượng xe thêm nhá. Đấy, rất nhiều xe luôn này. Đấy, Captiva máy dầu này. Đấy, Captiva máy dầu, Captiva máy xăng đủ cả này. Gensa Morning này, i10 rất là nhiều luôn. Đấy, i11 đầu, i12 đầu nhá. Đấy, nhiều như mây như mưa luôn. Thao hồ sự lựa chọn nhá. Vâng, này, chào bác Mạc Phương. Chào bác Anh Ngọc, có xe 150 triệu không? Có xe 150 triệu nhá. Chào Trần Thị Thu Hằng này. Chào bác Văn Nguyễn, có i10 số tự động không em? Tiếc quá, i10 số tự động lại chưa có rồi bác Văn Nguyễn ơi. Có con nào hơn 100 không bác? Có hơn 100 nhá. Đấy, có con hơn 100 để tập lái bác nhá. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác Ngọc Tuấn Hoàng này. Chào bác Mạc Phương, chào bác Tuấn Nguyễn. Chào Đại Lê Bình này. Đấy. Ok này, hơn 100 à. Đấy, tư vấn mẫu hơn 100 trước đi cho mình cùng tham khảo này. Nhá, tư vấn mẫu hơn 100 rồi, em xem mẫu hơn 100 phải găm ở đâu nhỉ? Đây. Kia Morning hơn 100 triệu một xíu này thì nhà mình quan tâm cho em mẫu này nhá. Đây em đây. Đây Kia Morning hơn 100 đây. Kia Morning 2011 135 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, xe tập lái tránh mưa tránh nắng thôi, có 130 thôi. Đấy, giá bằng con SH này nhưng độ full đồ chơi rồi. Cặp đèn pha này thì trang bị công nghệ bi cầu này. Đấy. La răng đúc tăm thì đầy mâm này. Xin nan tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, cam đồi, cam hành trình thì đầy đủ nhá. Màn hình cova cỡ lớn này, nội thất bên trong này. Màn hình cova cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu của anh chị quý vị gia đình nhà mình đây. Đấy, xe tập lái mà hơn 100 đấy nhá. Tham khảo cho em mẫu này đi. 130 thôi mà đầy đủ đồ chơi rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng. Phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhá. Kia Morning 2011, số tự động 1.0, tiết kiệm điện,
135 triệu đồng. Đấy. Vâng, cho bác Nguyễn Mạnh, cho bác Lam Hoàng này, cho bác Nguyễn Luân, cho bác Nguyễn Quang Đảm. Vâng, hai bác Trần Thị Thu Hằng này, cho bác Vĩnh Xe Đạp Cỏ này, chào bác Anh Ngọc, chào đại đình mình nhá. Y10 số tự động thì tạm thời chưa có anh ơi. Anh cứ để lại ở số điện thoại đi. Đấy, 1-2 hôm nữa mà về thì em nhắn tin gọi điện trực tiếp cho ạ. Đấy, mẫu hơn trăm thì bác tham khảo cho em mẫu Kia Morning vừa rồi nhá. Kia Morning màu đỏ à? Có Kia Morning màu đỏ nhá. Đây một mẫu xe Kia Morning màu đỏ rất đẹp luôn. Rất nhiều bác hỏi nên mà thấy vẫn chưa thấy bác nào chốt này. Đấy, Kia Morning màu đỏ thì quan tâm cho em mẫu này đi ạ, gia đình ơi. Đây đứng một mình một góc luôn. Kia Morning màu đỏ 2016, đăng ký năm bánh 2017. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy nhá. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu đây, màu đỏ màu của sự may mắn, màu của chiến thắng đây. Đấy, la răng đúc phay 4 bánh này, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2022 này. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. 190 triệu đồng thôi. Đấy, bác nào đang quan tâm với mẫu Kia Morning này, màu đỏ này này, nhắn tin gọi điện trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, em tư vấn thêm và làm giá thêm nhá. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc. Vâng, cho bác Kệ Nó Đi này, cho bác Trần Việt này, cho bác Khánh Đỗ, vâng, cảm ơn bác Thanh Ngoan, xe đẹp giá yêu thương. Vâng, phải xe đẹp, phải giá yêu thương bác Thanh Ngoan ơi. Vâng, cho bác Hoàng Huy này, chào đại gia đình mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, Kia Morning màu đỏ này. Đấy, hôm nay bên em có về một mẫu Matiz mới này. Một mẫu Matiz mới đời 2000 tập lái này. Cửa tiền là chỉ có đến chưa đến 60 triệu đồng thôi. Con này bán cho gia đình mình cửa tiền may nhá. Bán buổi tối hôm nay này, 55 triệu đồng con Matiz này này. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng màu xanh này. 19 Phú Thọ đất tổ đây. Đấy, khóa kiển còn một bộ luôn này. Đấy, tư nhân chính chủ nhá. Đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn đến tháng 12 năm 2022 này. Tầm tiền 350 triệu đồng. Sedan số tự động à? Tầm tiền 350 triệu đồng thì sedan số tự động à? Để em xem có mẫu nào tầm 350 triệu đồng một sedan số tự động nhỉ? Để tham khảo gia đình nhá. Đây tầm dưới 300 một xíu thì bác tham khảo cho em mẫu đi. Đấy, tầm dưới 300 thì tham khảo mẫu này, này. Mới về mẫu Samsung SM3 đây. 2010 nhá, số tự động nhập Hàn. Đấy, con này bên em đang bán hết cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Đấy, 230 triệu đồng, số tự động nhập Hàn đây. La răng đúc 4 bánh này, có vành đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đấy, xin nhan thì tích hợp trên gương kính cục xoay điện này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ vai ốt càng tốt à. Đấy nhá, em giới thiệu lốt mẫu này, em giới thiệu cho bác một mẫu vai ốt bác tham khảo nhá. Đấy, xe đề sản xuất 2010, đăng ký năm bánh 212, tư nhân chính chủ ở Hải Dương đây. Đấy, sấy gương này, sấy kính đủ cả này, ghế chỉnh điện nhá. Ghế chỉnh điện, sấy ghế, sấy gương. Tóm lại là full đồ chơi luôn. Sedan hai đầu phân khúc hạng C mà gửi đến gia đình nhà mình chỉ có hơn 200 một xíu thôi. 235 triệu đồng. Đấy. Samsung SM3 2010. Đấy, nhà mình cùng xem nội thất bên trong này. Nội thất ghế da màu đen này rất lịch sự, rất sang trọng nhá. 235 triệu đồng đang được bán tại chỗ ô tô đấu của Hải Dương. Đấy, màn hình cam lùi, đồ chơi full kịch rồi. Mang về sẵn đi sử dụng thôi. Đấy, còn bác tham khảo với tầm Vios số tự động mà tầm 300 triệu này. À, 350 triệu nhá. Vios mà chính xác tầm 350 triệu thì bên em chưa có này. Nhưng có con Vios số tự động 214 đăng ký và lăn bánh năm 2015 đây. Con này số tự động bản G xịn này. Bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đưa ra cái mức mà tham khảo gia đình nhà mình là 435 triệu đồng. Bản G xịn, la răng đúc phay 4 bánh, có vành đĩa chống bó cứng ABS. Cặp đèn pha trang bị công nghệ đây. Đấy, bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. Projector bi cầu nhá. Xin nhan tích hợp trên gương kính cụp xoay điện. Đăng ký đăng kiểm thì dài miên man luôn. Đến tháng 3 năm 2023 này. Đấy, em tùng quay phần nội thất bên trong này. Đấy, màn hình Android cỡ lớn nhá. Đấy, màn hình Android cỡ to luôn. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng này. Cần số dích rắc điều hòa ô tô này. Cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 435 triệu đồng. Toyota Vios 214 số tự động nhá. Tư nhân chính chủ 21 đây. Đấy, các bác nào đang quan tâm đến mẫu Toyota Vios này, đấy, nhấc máy gọi điện cho em đi. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đấy, rất đẹp luôn, màu vàng cát rất đẹp luôn ạ. Vâng, chào bác Hoàng Minh Thành này, chào bác Phạm Văn Đồng, chào Hoan Thanh, chào Hiền Hiếu, chào Nguyễn Quang Đạt, chào Nguyễn Cường. Đấy, Vios thì con số tự động thì chỉ có con này thôi anh ơi.
Vâng, chào bác Lam Phương nhá. Chào Trần Hoàng Hải này, chào đại gia đình mình này. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ lên. Cho anh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương hơn đi gia đình mình ơi. Vâng, thì tiếp theo đây này, xin báo giá cho đại gia đình mình nhá. Một mẫu 7 chỗ đây. Một mẫu 7 chỗ đến nhà Hyundai nhá. Hyundai Santa Fe 207 giá bằng Morning này. 315 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen kết hợp cùng bi cầu này. Đấy, 36 chính chủ tư nhân, 36 thanh hóa anh hùng đây. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xịt còn rất nhá, lốp lát còn đẹp này. La răng đúc 4 bánh có phanh điện chống bọc cứng ABS rồi. Xe để mang động cơ 2.7 máy xăng nhá, 2 cầu điện. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn. Đến tháng 3 năm 2023 này. Giá để đồ trên cao nhá, Santa Fe 207 mà chỉ có 315 triệu đồng thôi ạ. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, cần số dích rắc nữa, cần số dích rắc tự động này, điều hòa auto, màn hình Android cỡ lớn nhá. 7 chỗ chưa bao giờ hết hot của nhà Hyundai đây. Santa Fe. Vâng, chào bác Thế Lam này, chào bác Anh Ngọc này. Xin chào 5.000 anh em Facebook. Vâng, chia sẻ nhiều thanh tướng đi, cảm ơn bác Anh Ngọc rất là nhiều này. Chào bác Kenny Vũ này. Vâng, chào bác Kenny Vũ nhá. Nếu mua mới giá bao nhiêu? Đấy, bác Khánh Đỗ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi, em tư vấn cho này, giá mới, giá cũ này, giá đã qua sử dụng cho bác nhá. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều này. Nhắn tin qua Facebook đi, giới thiệu kỹ và sâu hơn ạ. Cái mẫu Santa Fe hay... Vâng, chào bác Trần Linh. Hai cầu tháo ra một cầu có được không bác? phải giữ nguyên hai cầu cho anh nhé, phải giữ nguyên hai cầu cho anh Trần Linh nhá. Đấy, phải giữ nguyên hai cầu cho anh ạ. Vâng, chào Lam Phương, xe đẹp. Vâng, cảm ơn Lam Phương rất là nhiều này. Đấy, bác Lam Phương buổi chiều nhắn tin rồi mà vẫn Thanh Tùng vẫn chưa trả lời nhá. Xin lỗi bác Lam Phương nhá, tí Thanh Tùng sẽ trả lời tin nhắn bác Lam Phương nhá. Đấy, Vios thì bên này còn mẫu này bác Lam Phương ạ. Đấy, còn một mẫu này bác Lam Phương ơi, tí Thanh Tùng sẽ trả lời nhá. Vâng, chào Võ Nga, chào đại gia đình mình này. Đấy, Santa Fe báo giá rồi nhá, cạnh mẫu Santa Fe 2007 vừa rồi này. Tiếp tục báo giá đình chỉ quý vị nhà mình một mẫu ASEAN nhá. Hyundai ASEAN 209 1.4 số sàn đẹp hàn nguyên chiếc. Đấy, động cơ 1.4 nhá, số sàn. Đấy, rất tiết kiệm nguyên liệu luôn. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đất cảng đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Lốp láp đẹp, la răng đúc. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịt còn chất. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đến tháng 12 năm 2022. Đấy, cửa tiền bán chỉ có 160 thôi. 160 triệu đồng. Sedan 2 đầu. Máy số keo chỉ sơn xi cột kèo thì còn zin. Hyundai ASEAN 2009 gửi đến gia đình của mình ạ. Vâng, chào Huy Trần này, chào bác Trần Đức Anh này. Đấy. Chào bác Phạm Lá, chào bác Minh Quân, chào bác Nguyễn Sĩ, chào bác Lam Phương. Chào đại gia đình của mình ạ. Vâng, cảm ơn những lượt like này, lượt thả tim, lượt comment gia đình rất là nhiều nhá. Đấy. Không giờ quen thuộc thì cứ vào ủng hộ em đi gia đình nhá. 8 giờ 3 phút mỗi tối ạ. Cạnh mẫu ASEAN 2009 vừa rồi này. Tiếp tục báo giá đến đại gia đình này. Sedan hay đầu phân khúc hạng D nhé. Phân khúc hạng D đấy, sao mình không nghe nhầm đâu ạ. 135 triệu đồng thôi, nghe giá là ngã ngửa luôn này. Đấy, sedan hay đầu phân khúc hạng D 135 triệu đồng. Daewoo Maxus 2005 đăng ký 5 bánh năm 2007 đây. Đấy, một chiếc xe sang nhá. Một chiếc xe hạng sang, từng ngồi trung mâm này, từng ngồi ăn trung mâm với Camry và đối đầu trực tiếp với Camry đây. Xe này mang động cơ 2.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, miên man đồ chơi luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Đấy, bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. La răng đúc, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Xin nha thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện. Đây, nội thất bên trong nhá. Nội thất bên trong cực cực đẹp luôn. Đấy, nội thất của những chiếc xe chủ tịch đây. Vâng, chào bác Đức. Chào bác Đức Chính ô tô Cũ Hải Dương này. Vâng, hello bác Đức Chính ô tô Cũ Hải Dương nhá. Cho Tùng ô tô Cũ Hải Dương 57 là chia sẻ đi bác Đức Chính ơi. Vâng, chào bác Minh Tuân Hà nhá. Nội thất bên trong chiếc Daewoo đây. Gương kính chỉnh điện 4 cánh này. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy. Cần số zích zắc nhá, điều hòa auto. Nội thất ghế da bò theo xe. Đấy, những chi tiết giả gỗ rất đẹp luôn. Phần táp lô này, phần táp lô và phần táp ly là bọc da luôn. Con này bên em đang bán với cửa tiền 130 thôi. Đấy. Sedan hai đầu phân khúc hạng D 130 nhá. Mà còn bớt được nữa còn gia lộc cho anh chị quý vị gia đình. Đấy, chào bác Hoàng Đức Hợp này. Chắc Trương Lê Văn, chắc Trần Bình, chào bác Dương Mạnh Giỏi. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream này. Đấy, cả mình đang xem buổi livestream này.
hoan hỉ vui vẻ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt comment đi. Chia sẻ comment thật nhiều lên anh chị quý vị gia đình mình ơi. Vâng, chào bác sĩ Thắng ạ. Đấy, bác sĩ Thắng vừa là livestream cho anh Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi anh sĩ Thắng ơi. Thành mẫu Daewoo Max Lớt 2005 mà rồi. Tiếp tục đây báo giá gì mình này. Một chiếc xe nhập Hàn nhé, nhập Hàn sedan hay đầu phân khúc hạng C, 255 triệu đồng. Đây là Chevy Celic nhá. Là Chevy Celic nhập Hàn đây. 1.6 số tự động nhá, tư nhân chính chủ, 37 Nghệ An quê bác. Đấy, trang bị cửa sổ trời Brolama đây. Đấy, cửa sổ trời Brolama rất đẹp nhá. Đấy, rất là thể thao. Form dáng 2010 mà không khác gì form dáng của những chiếc xe 2016, 2017 này. Đấy, hai đầu trường xe dài xe đi rất ẩm chắc luôn. Con này bên em bán hết cửa tiền 255 triệu đồng rồi. La xăng đúc 4 bánh này. Đấy, la xăng đúc 4 bánh có vành đĩa chống bó cứng ABS nhá. Gương kính chỉnh điện, đấy, xi nhan rạng mí tích hợp trên sườn xe. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng này. Nội thất này, máy số keo chỉ sơn si cột kèo zin. Cầm bệ thì không chắc chắn, cầm bệ chắc chắn nhá, không bùng mọt nhá. Vâng, chắc Lê Thái này. Chốt mắc lớt về Cà Mau. Ok, Hoàng Đức Hợp ơi, nhắn tin đi. Nhắn tin bình luận trực tiếp qua fanpage đi nhá. Chốt mắc lớp cho bác Hoàng Đức Hợp về Cà Mau này. Vâng, chào Trần Việt ạ, chào bác Linh Nguyễn này, chào bác Lê Thắng này, chào bác Thái Lê, chào bác Nguyễn Hùng, chào bác Sĩ Thắng. Vâng, chào anh Sĩ Thắng nhá, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, tiếp tục theo Tùng báo giá đi gia đình ơi. Đấy, có những gì mà có những ý kiến gì anh em cứ bình luận, cứ comment nhá, để em Tùng tiếp tục phát triển nữa này. Cảm ơn những lượt comment bình luận anh chị gia đình rất là nhiều nhá. Cạnh mẫu La Chevy Celic 2010 rồi. Tiếp tục báo giá thì mình đây. Một mẫu xe sedan hai đầu nhá, phân khúc hạng B lồi đồng cuối đá đây. Toyota Vios 206, 1.5 số sàn. Con này bên em bán với cửa tiền là 130 triệu đồng thôi nhá, 130 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, tư nhân chính chủ, 34 Hải Dương đây. 4 mùa không một lùn chưa. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp, gầm bệ thì chắc chắn này. Đấy, Vios lồi đồng cuối đá, pháo không chịu hỏng đây. Tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn nhá. 130 triệu đồng thôi ạ. Vâng, chào anh ạ. Cảm ơn lượt team của bác Quang Thanh rất nhiều này. Cho xem con biển 23. Con biển 23 là con nào anh nhỉ? Đấy anh comment nó chi tiết hơn một xíu nhá, xe nào nhỉ? Thực ra lắm lúc cũng nhiều xe quá đấy. Trong thời gian ngắn thì em cũng chưa nhớ là con biển 23 là con nào nhá. Vâng, chào anh Hậu Tuyến, Tậu Tuyến rất là nhiều này. Cứ bình luận rõ đây nhá, để em tư vấn cho ạ. Vâng, chào Nguyễn Minh nhá. Chào Điện Lạnh Văn Phú này, chào Nguyễn Đình Lan, chào Hoàng Quế. Đấy, như bác nào em chưa kịp chào thì cho em gửi lời chào đến các bác cũng như gia đình của mình ạ. Đây, báo giá khu vực này đi này. Đấy, ra ngoài khu vực này báo giá này. Nhờ tiếp theo đây này, nhà mình cùng tham khảo dùm em đây. Một mẫu Hyundai Grand i10 hatchback 1 đầu 2014 bản đủ phun kịch nhá, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền gọi là mong muốn là 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng thôi gia đình nhá. Xe này mang động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. La xăng đúc có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, gương kính cụp xe điện xin nhan dạng mí. Đây, lá liễu thì tích hợp trên gương. Vô lăng 3 chấu kết hợp túi khí an toàn cũng như các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Đầu đài màn hình thì có hãng này, 240 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị và mình ạ. Vâng, chào bác Ngọc Khoát này, chào bác Nguyễn Viết Tùng này. Bán tải đời 2014-2015. Tạm thời bán tải thì bên em chưa có đầu đài anh ơi. Anh cứ để lại số điện thoại nhá. Cứ để lại số điện thoại ở phần tin nhắn fanpage đi. Một hai hôm nữa thì về mẫu bán tải nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Vâng, chào anh Hạnh Nguyễn Văn này. À, con biển 22 à. Vâng, chào bác Mai Loan Nàn, chào shop. Vâng, chào bác ạ. Vâng, chào bác Quên Lãng, chào đại đình nhá. Thôi, con biển 22 em sớm nhớ còn con nào nhỉ. À đâu, biển 22 bên em còn con Toyota Vios 216 nhá. Đây, anh tham khảo cho em con này đi anh ơi. Vâng, chào bác Đức Chính ô tô cũ này. Hello, hello, vâng, hello bác Chính ô tô cũ rất là nhiều nhá. Đấy, chia sẻ bình luận comment cho em Tùng vài lượt đi bác Đức Chính ô tô cũ ơi. Đây, biển 22 Cao Bằng đây. Đấy, biển 22 Cao Bằng, không có cao hơn đây, thì có con này này. Toyota Vios 2016 màu vàng cát nhá. Đấy, xe thì được độ lên phong cách Maybach 2 vùng độc lập này. Là xăng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Bản này là bản 1.5, đấy, động cơ 1.5 bản E nhá.
Đấy, nhà mình cùng quan sát một vòng ngoại thất bên ngoài cùng em Tùng ạ. Đấy, cam đồ cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, đuôi thì được trang bị cả body kit đây. Body kit nhá, rất đẹp này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. Đấy, đang được bán với mức giá mong muốn tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương là 365 triệu đồng. Đấy, anh chị quý vị nào mà chốt được con này hôm nay nha, chốt được con này hôm nay nhá, giảm ngay 10 triệu đồng, còn có 355 triệu đồng thôi. Đấy, màn hình cova này cỡ to này. Đấy, màn hình cova cỡ full rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình này. Vô lăng túi khí nè, vô lăng túi khí này, đè lỗ startup nhá. Đấy, ca lùi ca hành trình đầy đủ rồi. Đấy, đồ chơi thì full kịch rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi ạ. Vâng, cháu Vi Hảo này, chúc chợ buổi tối vui vẻ. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Mộng Hương rất là nhiều này, lâu lắm mới vào xem live bác. Vâng, đấy thì từ giày bác Nguyễn Mộng Hương lại vào xem live em đều đều một xíu nhá, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Cháu bác Trần Ngọc Sơn, cháu bác Đông Phương, vâng, cháu bác Vi Hảo này, cháu bác Sun So Chin này. Vâng, có Fortuner 2012 không em? Anh ơi, Fortuner 2012 thì tạm thời bên em chưa có nhá. Anh cứ nhắn tin trực tiếp qua phần tin nhắn của fanpage đi. Đấy, nào có mẫu Fortuner 2012 nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Chúc anh có buổi tối vui vẻ ạ. Có Fortuner 2015 2016 không? Đấy, Fortuner 2015 2016 thì tạm thời bên em cũng chưa có nhá. Bác Trương Lê Văn cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Để lại cho em xin số điện thoại nhá. Em sẽ kết nối qua Facebook ạ. Kết nối qua Facebook hoặc Zalo nhé. Nào có thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho nhá. Vâng, cháu Hoàng Tú, cháu Hoàng Hà này, cháu Lương Sĩ nhá, cháu Phương Lương, cháu đại gia đình của mình ạ. Đây, em Tùng tiếp tục tư vấn những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho đời mình nhá. Đấy, Vios 216 này. Đấy, biển 22 360 triệu đồng đây. Đấy, quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage nhá. Em Tùng tiếp tục làm giá và giảm sâu cho ạ. Vâng, cháu bác Nguyễn Nguyệt Hà. Hello hello, vâng, cháu bác Nguyễn Nguyệt Hà ạ. À vâng, đấy vâng, đúng rồi đấy, phải có những đợt comment, đợt bình luận tham khảo mình thì em mới biết, em Tùng mới biết nhiều hơn nhá, đúng rồi. Rồi vâng, xin lỗi nhá, đấy. Chia sẻ mạnh lên, cả nhà em ơi, vâng, cảm ơn bác Nguyễn Hà này rất là nhiều này. Đấy. Nhà Đức Chính hả em, vâng. Thì ở bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, có vài kênh bán hàng nhá, cả anh Đức Chính này. Cả anh Đức Chính này, cả em Thanh Tùng nhá, cùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Chia sẻ dùm nhiều lên cho em Thanh Tùng và anh Đức Chính đi bác ơi. Xe đẹp quá, thấy yêu thương, bán hàng uy tín. Vâng, cảm ơn bác Huỳnh Việt Hà rất là nhiều này. Đấy, phải yêu thương, phải uy tín thì anh chị quý vị nhà mình mới nhớ đến, đúng không? Vâng, cháu Xuân Quý này, cháu Gia Bảo này, chào lại cho mình rất là nhiều nhá. Cháu Ngọc Thức nhá. Đây thì em xin báo giá tiếp tục những đồ sản phẩm hiện đang có tại chỗ ô tô đổi mới Hải Dương nhá. Nhà mình cùng tham khảo với em này. Đấy, Tucson mới về đây. Tucson 2 cầu 2011, động cơ 2.0 máy xăng nhá. Đấy, 5 chỗ đến từ nhà Hyundai đây. Con này bên em đang bán với cỏ tiền là 445 triệu đồng nhá. 445 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp này. 2 cầu. Đấy, 2 cầu điện này. Xe này trang bị cặp đèn pha công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, gặp đèn cầm phá xương tiêu chuẩn này. Đấy, 445 triệu đồng. Đấy, Hyundai Tucson 2011 gửi ra mình nhá. Cầu sổ trời panorama toàn cảnh này. Đấy, xin nhan trên gương kính cọp sợi điện. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều. Cam lùi cao hành trình thì đầy đủ phun kịch rồi này. Đấy, xe thì có hỗ trợ là phanh đĩa chống bó cứng ARS này. Đấy, khởi động để lộ xe ta tốt nhá. 445 triệu đồng Hyundai Tucson 2011 ạ. Vâng, cháu Nguyễn Công này, cháu bác Tài Lê này, cháu Trần Cường, cháu bác Chuyên Bùi Quang, cháu bác Nam Nguyên Thành này, cháu bác Huỳnh Nguyệt Cá này. Chào đợi sau đường nhớ đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Mỗi bác ấn ngón tay vàng này, ngón tay bạc vào nút chia sẻ rồi em Tùng đi. Đấy, mỗi người bấm rồi em 2-3 cái nhá, để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Có nào 100 triệu số tự động không? 100 triệu thì số tự động thì không có anh ơi. Có hơn 100 triệu nhá, tầm 190 thì có số tự động anh ạ. Đấy, tầm 190 triệu thì có số tự động nhá. Anh Xuân Quý nhá. Vâng, chào bác Hải Phạm này. 7 chỗ 200 quay đầu à? Vâng, chào bác Lam Lâm Nguyễn Thành, 7 chỗ 200 quay đầu. Thì bác quan tâm cho em mẫu này đi. Đây, 7 chỗ 200 quay đầu đây. Mitsubishi Zoyli 2004, đăng ký là bánh 2005 đây. Đấy, 7 chỗ này, gầm cao máy thoáng này, có 130 thôi. 135 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất, lốp láp đẹp. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Đấy, có 135 triệu đồng thôi.
7 chỗ gầm cao máy thoáng mà không bằng con SH đây. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Xe ngon bác ơi. Vâng, cảm ơn bác Trịnh Kết rất nhiều này. Vâng, chào bác Huy Gio này. Đấy, chào bác Huệ Lê, chào. Đấy, chào bác Xuân Quý nhá. Đấy, 7 chỗ tầm 200 quay đầu thì bác tham khảo cho em này nhá. Mitsubishi Jolly 2004 này. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Đấy thì góc này ông tiện mấy mẫu 7 chỗ đây. Em tiếp tục tư vấn cho mình cùng tham khảo này. Đấy, tầm hơn 200 một xíu này. Hơn 200 một xíu này có mẫu 7 chỗ này nhá. Toyota Innova nhá, 2006 đăng ký. Toyota Innova 2008 xin lỗi gì mình ạ. 208 đăng ký bánh 209 này. Động cơ 2.0 số sàn, 8 chỗ ngồi nhá. Con này 265 triệu đồng thôi. 265 triệu đồng. La răng đúc lớp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS thì đầy đủ rồi. Vô lăng 4 chấu tối khiên toàn chân vô lăng nhá. Bản G xịn 265 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Đấy, vô lăng túi khí này. Cam đồi cam hành trình thì full kịch rồi nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 7 chỗ mà có 206 thôi ạ. 2008 bản G xịn. Vâng, chắc Phùng Đồng này, chào toàn thể anh chị quý vị mình mới vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, các bạn mới vào xem buổi livestream lần đầu nhá, cứ cho em xem xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh YouTube, kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đồ mẹ Dương Đi Dây ơi. Có con nào khoảng 100 đi anh à? Đấy, 100 tầm 100 tròn thì không có đó. 100 tròn thì không có, nhưng khoảng 100 hơn một xíu này. 100 hơn một xíu thì anh tham khảo cho em mọi đi. Đấy, Kia Morning 2011 135 triệu đồng nhá. Đấy, 1.0 số sàn, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, máy số thì lành, điện đóm thì dễ bảo trì bảo dưỡng này. Đấy, tập lái có 130 thôi mà full đồ chơi rồi. Đấy, màn hình đầy đủ này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2023 cơ. Cam rồi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 135 triệu đồng, tham khảo xem đi gia đình ơi. Vâng, chắc Đặng Trung này, chắc Đinh Ngọc Lam, chắc Thức Trịnh, chắc Xuân Quý, chào đại đình nhá. Cả nhà mình đang xem buổi live stream hôm nay nhá. Đấy, để ngón tay vàng, ngón tay bạc, ngón tay kim cương của mình vào trong nút chia sẻ đi. Chia sẻ cho Tùng 5-7 lượt đi anh chị quý vị dân ơi. Chia sẻ càng nhiều bớt càng nhiều. Vâng, chắc Nguyễn Khôi này, chắc Đặng Trung này, chào toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Rồi, tiếp theo đây nhá, báo giá đấy gia đình. Một dòng 5 chỗ nhá. Một dòng 5 chỗ mà chỉ có 140 thôi. 145 triệu đồng. La Chetti 2008 đăng ký và lăn bánh năm 2010. Đấy, động cơ con này thì mang động cơ 1.4 số sàn. Đấy, sedan hai đầu màu đen. Đấy, sang trọng và rất là đẹp đây. Đấy, full đồ chơi rồi, cao lùi, cao hành trình, màn hình đầy đủ nhá. Những chi tiết như viền đèn này, tay nắm cửa, viền chân kính thì đều bọc lớp rất đẹp. 145 triệu đồng. Còn có thể bớt, còn có thể gia lập được cho thầy mình thêm nhá. Cạnh mẫu là Chetti 2008 rồi này. Tiếp tục báo giá gia đình mình nhá. Đây, 5 chỗ đây, 5 chỗ SUV gầm cao máy thoáng được. Đây, Mitsubishi nhá. Mitsubishi Outlander nhá. Xe này được sản xuất năm 2016, đăng ký là bánh năm 2018 này. Cái này bên em đang bán với cửa tiền mong muốn là 565 triệu đồng thôi, 565 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, xin nhan trên sườn xe. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, nội thất ghế da màu be rất là sáng xe này. Một chiếc xe zin từ máy số keo chỉ đến sơn si. Cầm bệ thì không một xíu xíu là mục ngoạt nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, mang nước sơn màu xám si này. Đấy, 5 chỗ gầm cao. Rất là phù hợp cho những gia đình nào mà thích đi du lịch đường cao này. Gầm cốp thì vô cùng rộng luôn. Cốp rất là rộng luôn, để đồ đạc thì phải vài tháng để di chuyển luôn. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016 ạ. Vâng, cháu Đức Lương này, cháu Đỗ Duy này, cháu Dung Dương nhá, cháu bác Phan Đình Thạnh, cháu bác Quách Tuyết, cháu bác Khổng Văn Minh, cháu Nguyễn Khôi, cháu Đại Đầy Mì ạ. Đấy, Mitsubishi Outlander này 2016 nhá, 565 triệu đồng này. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi nhá. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị mình đây. La Chetti nhá. La Chetti 2007 động cơ 1. Con này mang động cơ 1.5 số sàn. Có 140 rồi ạ. Có 150, có 140 triệu thôi. Đấy, la răng đúc lốp láp chất. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm thì còn khá là dài nhá.
140 triệu là cho thì 208 với gia đình mình ạ. Đây em báo giá hết cái dòng ở cuối cuối này. Con Morning bản SI này thì bán rồi này, mai kia sẽ ship đi này. Con Morning hơn 100 triệu, 135 triệu đồng này. Đấy. Na chiếc tì 190 triệu đồng báo rồi này. Toyota Vios bản G-Sin 2014 báo giá rồi này, 430 triệu đồng này. Mazda 626 2005 này. Đấy, 145 triệu đồng nhá. Đến từ Nhật đây báo giá rồi này. Đây báo giá, à Santa Fe này, 300 triệu bằng Morning báo giá này. Đây là Accent 2009 số sàn này, 165 triệu đồng này. Đấy. Maclert đây, Maclert hạng sang đây, 130 báo rồi này. Lacetti 258 triệu đồng báo rồi này. Vios 206 tập lái báo rồi này. Đấy, cả nhà mình cứ bình luận đi, cứ comment đi, rất nhiều là mức giá, rất nhiều khung giá để báo giá đầy mình nhá. Vâng, cháu Man Đặng, cháu Nguyễn Khanh, cháu Đức Linh, cháu Lê Hữu Ngọc này, cháu Nguyễn Trương này, cháu Đức Đương, cháu Đỗ Duy này. Để em xem còn cái mạng này còn báo giá từ bên này đi. Tiếp tục sang bên này báo giá đình mình này. Đây góc đằng trong này. Đây góc đằng trong này báo giá chỗ sâu sâu này nhá. Đấy góc sâu sâu rất là nhiều mẫu xe đẹp và tầm tầm tiền để phục vụ gia đình mình nhá. Kia Morning 2010 bản SX bản đổ đây, màu trắng đây. Màu trắng bản số tự động, màu trắng là mẹ mắng cũng phải mua đây. 1.0 số tự động máy eco. Xe được trang bị cặp đèn pha công nghệ bi cầu Brector này. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy la răng đúc hoa mai 4 cánh nhá. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nha thì dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cùng dây điện. Đấy, em xin quay vào nội thất bên trong này. Quay phần nội thất bên trong cho mình cùng tham khảo thêm cho em mẫu này nhá. Đấy, vô lăng 3 chấu túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, trang bị đè lổ sạc tao tốt này. Màn hình cova cỡ lớn này, cam đồi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy, 215 triệu đồng thôi. Kia Morning bản SX. Đấy, hatchback một đầu bản đồ phun kịch đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm đến mẫu một đầu nhỏ gọn này, hay là những bác nữ là vừa tập lái này, vừa có bằng xong này, muốn bổ túc tay lái, tham khảo cho em tổng mẫu này đi. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm liệu, rất là đẹp luôn, màu trắng này, đầy đủ đồ chơi rồi. Vâng, chào bác Cao Nguyễn Văn này, chào Quang Huyền Lê, chào Nguyễn Xuân Dũng, chào bác Hà Tuấn, Hà Thanh Tuấn, chào Nguyễn Công Hoan, chào Hoàng Việt Tân, chào Man Đặng, chào Nguyễn Thành, chào Đức Linh, chào Lê Hữu Ngọc, chào đại hình, chào ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình nhé. Đấy, cứ comment bình luận nhiều lên để em Tùng được tiếp thu ý kiến cũng như là tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Cạnh mẫu Kia Morning màu trắng 2010 vừa rồi này, tiếp tục báo giá cho đại gia mình một mẫu Hyundai Grand i10 đây. Đấy, con gà đẻ trứng vàng từ nhà Hyundai đây. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký vào năm bánh năm 2016 nhé. Động cơ 1.0 số sàn bản đủ phun kịch luôn. Đấy, bản đủ phun kịch thì được trang bị la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nha dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cục sợi điện. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển âm lượng cũng như nghe gọi rảnh tay nhá. Đấy, 235 triệu đồng. Màu xám bạc đây, màu xám bạc rất đẹp luôn. Đấy, còn bớt còn có thể gia lập và thương lượng thêm cho anh chị quý vị gia đình mình. Tiếp theo đây với mức giá mong muốn là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng. Lacetti Cedric 2010 nhập Hàn, đăng ký ra bánh tại Việt Nam năm 2012. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Đấy, màu xám xi đây, màu rất là đẹp và đặc biệt đấy ạ. Xin nha thì thích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, có trang bị cả cửa sổ trời đây, cửa sổ trời trên cao nhá. Đấy, rất là đẹp, rất là thể thao cho anh chị quý vị gia đình mình. Vô lăng 3 chấu túi khí toàn trên vô lăng này, tích hợp các nút nghe gọi và điều khiển rảnh tay đây. Đấy, ghế xa loại xịn hạ dạng múi đây. 255 triệu đồng là chất đi Cedric 2010 gửi đến đại gia đình mình nhá. Đấy, nhà mình còn lăn tăn gì nhưng về những thủ tục mua bán này, sang tên đổi chủ đi thì cứ comment giúp Tùng nhá, em Tùng tư vấn cho ạ. Cạnh mẫu là chất CX 2010 này, tiếp tục báo giá đình mình này. Hyundai Grand i10 2016 nhá. 2016 bản bay nhưng là độ lên la sang đúc rồi. Đấy, độ la sang đúc đốt thì còn đẹp. Xin nha để tích hợp trên sườn xe. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đang bán với cửa tiền, tham khảo cho anh chị quý vị cho mình. 240 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 11 năm 2022. Nhập khẩu Ấn Độ, đòi 2016 1.0 cho mẫu Hyundai Grand i10 2016 đây ạ.
Vâng, chào Ngọc Long nhé, chào bác Hùng Phạm này, chào Trần Văn Việt này, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, đấy đừng tiếc gì những lượt like, lượt chia sẻ cho anh Tùng đi, cứ chia sẻ, cứ comment cho anh Tùng đi, đảm bảo sẽ bớt nhiều, bớt sâu với những đầu xe đang có bên em gia đình ạ. Con cháu Trung kia này, đấy, những bác nào vừa xem vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, comment chia sẻ bình luận lên cho anh Tùng đi, đấy để em Tùng báo giá tương tác tiếp tục gia đình mình ạ. Tiếp theo đây này, báo giá gia đình mình này, một mẫu 7 chỗ tầm trung đây. Đây, một mẫu 7 chỗ tầm trung đây. Chevrolet Vivante 2009 số tự động mà chỉ có 190 triệu đồng thôi nhá. Đấy, số tự động 7 chỗ mà chỉ có 190 thôi. Tầm trung này đấy. La xăng đúc lốp nam đẹp xi nhan trên sườn xe. Đấy, màu vàng cát rất đẹp đây nhá. Màu vàng cát rất êm mắt đây. Cam đùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy, nội thất ghế da đây. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. Bán cái cửa tiền cho gia mình là 190 triệu đồng thôi. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn, 7 chỗ tầm trung rất đẹp luôn ạ. Các bác nào đang muốn chọn mình một mẫu xe gia đình 7 chỗ, quan tâm cho mọi người đi nhá. Đấy, cạnh mẫu Vivante 2009 rồi này. Tiếp tục báo giá cho lại gia mình này. Hyundai Grand i 1208 4 máy 1.0 với mức giá tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng. Đấy, biển 29 tư nhân chính chủ, 29 Hà Nội phố đây. Đấy, la răng sắt zin nguyên bản theo xe này. Lốp lắp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Có 130 tập lái thôi mà full đồ chơi rồi. Cam nồi, cam hành trình đầy đủ nhá. Đấy, i10 2008 130 triệu đồng ạ. Vâng, cháu Tuệ Tài này, cháu Trung Nguyễn Thành, cháu Nghĩa Đình Trọng này, cháu Phúc Thu này, cháu Nguyễn Đài, cháu Trung Kiên. Đấy, những bác làm hôm nay vừa vào xem buổi livestream lần đầu của cháu ô tô đầu mối Hải Dương nhá, hoan hỉ vui vẻ lên cho em Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi gia đình nhà mình ơi. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đây, ở hàng đầu thì có hai mẫu chỗ, là có hai mẫu này nhá. Hàng đầu có hai mẫu này đây, Captiva máy dầu 209 2.0 nhá, 2.0 số sàn rất là kinh tế này, máy dầu vô cùng kinh tế gia đình đây. Đấy, xe trang bị cặp đèn pha công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, la xăng đúc có phanh ghế chống bó cứng ngay hết rồi. Đấy, với nước sơn màu vàng đồng này, đây mình xem cùng em này, nước sơn màu vàng đồng đẹp chưa. Trang bị giá để đồ trên cao 2.0 máy dầu, bán cho gia đình mình với cửa tiền là 315 triệu đồng, 315 triệu đồng gia đình nhá. Đấy, nội thất bên trong này, đấy nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe này, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, màn hình Android cỡ lớn này. Đấy, cam nồi cam hành trình thì có sẵn rồi. Đấy, Captiva máy dầu 2.0 2009 bán hết cửa tiền gia đình mình 315 triệu đồng, còn bớt còn gia lộc đấy để ủng hộ anh chị quý vị gia mình nhá. Đấy, em Tùng đã bớt sâu này, đấy đã ủng hộ sâu cho các bác rồi. Đấy thì các bác cho em Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Cảm ơn gia mình rất là nhiều này. Đấy, những bác nào chưa mua này mà vẫn đang lăn tăn đến những thủ tục mua bán này, hoặc sang tên đổi chủ ship xe như nào nhá, thì bên em có ship xe trên toàn quốc luôn, ship xe trên toàn quốc hỗ trợ trả góp. Đấy, cũng như là bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình ạ. Còn cháu Hồ Vinh nhá, cháu Thông Lê Trọng, chào đại đình mình. Cạnh mẫu Captiva 209 máy dầu rồi này, báo giá cho đình mình này. Gentex nhá, Gentex 2010 đăng ký vào năm bánh 2011 1.2 số động màu đỏ đuôi, rất là hợp với bác chị nhất chị gái đây. Đấy, màu đỏ đuôi rất đẹp luôn. Có 220 triệu đồng thôi. 220 triệu đồng nhá. Số động nhập Hàn 20. La xăng đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện này. Đấy, đăng ký đăng kiểm này còn khá là dài, đến tháng 12 năm 2022. Đấy, có cửa sổ trời trên cao nhá, xây gương xây kính thì đủ cả rồi nhá. Đấy, Gentex 2010 220 triệu đồng. Thì cạnh mẫu Captiva máy dầu rồi này, tiếp tục báo giá cho mình một mẫu Captiva nhá. Một mẫu Captiva, con này máy xăng thôi. Con này máy xăng động cơ 2.4 số sàn 2009 nhá. Đấy, la xăng đúc lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, gương kính cụp xe điện xin nan thì tích hợp trên gương. Giá để đồ chơi cao này. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn zin nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình 219 triệu đồng thôi. Đấy, 219 triệu đồng cho mẫu
Captiva này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này. Cao nồi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều đây. Rất đẹp luôn, nội thất ghế da màu be này, cái màu em vô cùng thích luôn nhá. 219 triệu đồng cho mẫu Captiva 2009 này, sao mình cùng tham khảo giùm em Tùng nhá. Đấy, mai thì sẽ có hình ảnh video chi tiết của em này thôi. Đấy, nhắn tin bình luận trực tiếp qua Zalo hoặc Facebook đi. Em Tùng tiếp tục tư vấn cho. Đấy, Captiva này, máy xăng này. Captiva máy dầu thì cũng có nhá. Đấy, Tucson đây, Tucson 211 đây. Hai cầu máy xăng 2011 đây ạ, rất đẹp luôn. Màu bạc đây. Bác ta, các bác nào mà đang muốn chọn đâu nhìn một mẫu SUV này, đấy tầm trung này. Rất là nhiều option, rất đẹp luôn. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ này. Hỗ trợ khởi động lên dốc này, hỗ trợ khởi động xuống dốc này. Đấy, hỗ trợ leo đồi leo núi này. Hai cầu điện, máy xăng 2.0211. Đấy, SUV tầm trung cho đời mình nhá. Một dòng xe thương hiệu Tucson 211 đến từ nhà Hyundai đấy ạ. Đấy, trang bị cả cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Cháu Út Lê này, cháu Lưu Nguyễn này, cháu Lâm Trường này, cháu Linh Nguyễn này, cháu Phong Nguyễn nhá, cháu Tín Phạm, cháu Tuyên Bùi, cháu Nghĩa Lê, cháu Vi Phạm nhá. Đấy, hôm nay mà bác nào bình luận nhiều đi. Đấy, vô chờ giảm giá mọi người bình luận nhá. 10 bình luận đi. Mỗi bình luận giảm 1 triệu. Đấy, 10 bình luận giảm 10 triệu cho anh chị quý vị cho mình ạ. Đấy, cứ một bình luận giảm 1 triệu nhá. Chụp ảnh nhắn tin gửi qua fanpage cho em nhá. Một bình luận giảm 1 triệu. 10 bình luận giảm 10 triệu gia đình mình. Vâng, tiếp theo đây này, gửi đến gia đình mình nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ. Nội thất rộng, đấy, điều hòa của Nhật Z-Boost thì không phải bàn. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Con này đời 2011. 335 triệu đồng. Đấy. Vua 7 chỗ Toyota Innova bản G xịn. Đấy, lớp sơn màu xám đá đây. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, nội thất thì zin. Đấy. Các bác nào đang muốn chọn cho mình một mẫu xe gia đình 7 chỗ này, tiết kiệm nguyên liệu này, hoặc mang về đã đưa dịch vụ nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. Innova 2011. Đấy. Đây, xem mà chỗ này còn mẫu nào chưa có giá nào. Morning màu đỏ rồi này. Morning màu đỏ 2016 này. Tucson này. Tucson 98 này. Đấy, báo giá rồi này, 445 triệu đồng này. Đây thì có mẫu này nhá, có mẫu này này. Lanh quanh 100 triệu thôi. Gantra, vâng. Daewoo Gantra 2009 đăng ký lăn bánh 2010. 1.4 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng đấy nhá, 130 thôi. Màu đen sedan 2 đầu. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Gantra 2009 nhá. Vâng, chào bác Andy Trần, chào Tuấn Nguyễn, chào Nguyễn Dương, chào Long Cao. Chào toàn thể những bác đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Cảm ơn lượt xem này, lượt like, lượt thả tim của gia đình mình rất là nhiều này. Đấy là nguồn động lực của cháu ô tô đầu Hải Dương để tiếp tục phát triển cũng như là phục vụ gia đình nhà mình ạ. Cạnh mẫu Gantra 2009 rồi này. Tiếp theo đây nhá, em Tùng báo giá gia đình mình một mẫu nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu 230 triệu đồng thôi, nhưng là bản đủ full kịch này. Kia Morning bản SX nhập Hàn 2010. Xe được đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2013 đây, với lớp sơn màu xanh cửu long rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 29 Hà Lợi Phú này. Đấy, cặp đèn pha trái xoài, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng ra chiều. Đèn thì còn sáng, còn trong, còn đẹp, không có dấu hiệu lướt vỡ bóng mờ nhá. Ok. La sang lúc lốp láp đẹp. Đây. Có trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS đây. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương. Gương kính cụp dây điện này. Còn đăng ký đăng kiểm còn dài miên man luôn. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2023. Đấy, bán cho mình với cửa tiền là 230 triệu đồng nhá. 230 triệu đồng cho mẫu Kia màu xanh ạ. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Vô lăng túi khí tích hợp có nút điều khiển chân vô lăng đây. Điều hòa auto, sấy gương, sấy kính đủ rồi nhá. 230 triệu đồng cho mẫu Kia Morning màu xanh này ạ. Đây, mẫu Samsung MS3 đây, 2010 báo giá rồi này. Nhập Hàn nhá, đầy đủ phụ nhầy đủ option luôn. Sấy gương này, sấy ghế này, sấy kính này. Đấy, điều chỉnh gương, điều chỉnh kinh điện nhá. 235 triệu đồng thôi. Đấy, Morning đây. Morning số tự động đây.
Morning số tự động màu bạc 2010 nhé. Báo giá gia đình mình đây, 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu Quan Họ Chữ Tình đây. Màu bạc số tự động, cần số xích sắt, mà chỉ có 205 triệu đồng thôi nhá. 205 triệu đồng, bản đồ phun kịch màu xám bạc, Kia Morning SLX. Đấy, cạnh mẫu Kia Morning SLX nhá, bản đồ vừa rồi này. Báo giá cho anh chị quý mình là một mẫu i10 nhá. Nhưng mẫu i10 này đời cao là một này, và đặc biệt là hai đầu nhá. Đời cao hai đầu. Xe đề sản xuất năm 2019, đăng ký là bánh năm 2020 này. Bản bản sedan hai đầu phun kịch, trang bị la răng đúc, có vành đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính, cụp xoay điện. Đấy, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển âm lượng cũng như là nút rảnh tay này. Đấy. i10 hai đầu. Đấy, 350 triệu đồng nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không lụt. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. 210 đề i10 hai đầu đời 2019 nhá. Đấy, xe lướt đi 4 vạn 2 chuẩn thôi, của gia đình mình này. Đấy, em xem cái mé bên này nè, có mẫu nào chưa bình luận đâu, chưa comment, chưa review, tư vấn tiếp gia đình mình này. Tiếp tục đấy nhá, i10 bản đủ một đầu 2016 nhá. 2016 gia đình mình ơi. Xe này mang động cơ 1.0 số, sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Con này bên em mới bán với mức giá mong muốn gì của mình này là 265 triệu đồng này. Vậy lên là giá còn bớt, còn thương lượng nhá. Màu trắng mẹ mắng cũng phải mua đây. i10 2016 này, màu trắng. Đấy, cạnh mẫu i10 2016 màu trắng vừa rồi này. Báo giá đến toàn thể anh chị, các cô, các bác, các cô, các cậu đây. i10 hatchback một đầu đây, màu bạc. Đấy, 2014 bản đủ 230 triệu đồng thôi. 230 cho gia đình mình nhá. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng này. Chào bác Gió An Vương, chào bác Lam Phạm, chào bác Ngô Minh Khôi, chào Huấn Mộc, chào Thiên Phạm, chào bác Nguyễn Đình, chào Nguyễn Phương, chào Lam Cao. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, em Tùng thì báo giá gần 1 tiếng rồi. Đấy, không biết là bác các bác đã chọn mẫu nào chưa nhá. Chào bác Phạm Công Tráng, chào bác. Chào Phạm Công Tiệp nhá. Đấy, đang xem buổi livestream mình chia sẻ nhiều lên bác Tiệp ơi. Tiếp tục đây này, em báo giá giày nhá. Hyundai Gary 10 báo giá rồi này. Kia Morning này, con gà đẻ trứng vàng đến từ nhà Kia đây. Đấy, dòng sản phẩm vâng ạ. Đấy, báo giá này mình nhớ Kia Morning 2017 đây. Đăng ký lăn bánh năm 2018 nhá. Đấy, động cơ 1.25 số, sàn 4 máy. Máy số keo chỉ này, zin luôn nhá. Đấy, máy số keo chỉ zin, lắp dàn cò tự động nhá. Con này báo giá gia đình là 220 triệu đồng thôi. 220 triệu đồng nhá. Nếu mà có mong muốn này, mong muốn mà thiện chí nhá, giảm 10 triệu đồng cho mẫu Morning này luôn. Lấy có 210 thôi, lấy vốn dây mình này, bán làm vui thôi. Đấy, phục vụ làm đẹp cho đời thôi. Đấy thì vừa rồi này, rất nhiều anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm đến mẫu đời cao nhá. Thì bên em có một mẫu đời cao, gầm cao mới về đây, đến nhà Hyundai này, tham khảo cho em mẫu này đi gia đình mình ơi. Đấy, tham khảo cho em mẫu này nhá. Mẫu này thì có video này, hình ảnh chi tiết rồi. Đấy, các bác nào mà cứ quan tâm nhắn tin qua, em sẽ tư vấn cho ạ. Đấy, Tucson. Hyundai Tucson 2011 nhá. Đấy, gầm cao máy thoáng 5 chỗ đến từ nhà Hyundai đây. Rất đẹp luôn. Đấy, phong cách rất là hoang dã nhá. Đấy, phong cách rất hoang dã, rất đẹp này. Phù hợp những bác thích đi đường dài, đường trường này. Vô lăng 4 chấu nhá. Vô lăng 4 chấu kép. Tích hợp phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan thì tích hợp trên gương này. Gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm với con này còn dài miên man luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Động cơ 2.4 số rộng nhá. Đấy, em quay nội thất bên trong này. Đấy, một mẫu xe tên tuổi đến nhà Hyundai đây. Hyundai Tucson 2011 nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đà hình to rồi. Đấy, điều hòa ô tu này. 2.0 số rộng. Đấy, đây là start top này. Nội thất siêu siêu đẹp luôn. Đấy, nội thất siêu siêu đẹp của gia đình mình luôn nhá. Nội thất màu lâu này. Đấy, xe được trang bị những option như là đè lỏ sà to tốt này, vô lăng túi khí này, hỗ trợ khởi động ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, hai cầu điện máy xăng 2.0. đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi này. Option cửa sổ trời đây, cửa sổ trời toàn cảnh luôn nhá. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh luôn, rất là phù hợp cho anh chị quý vị đi du lịch này.
Đấy, máy số keo chỉnh sơn si thì còn zin. Đấy, nội thất thì theo nhà sản xuất. Cầm bệ thì vô cùng chắc chắn nhá. Hyundai Tucson 2011 445 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý vị cùng tham khảo này. Đấy, một chiếc xe rất đẹp luôn. Một chiếc xe rất đẹp luôn nên em Tùng quay kỹ một xíu nhá. Em Tùng quay kỹ một xíu cho mình cùng tham khảo này. Đấy, 98 Bắc Giang đây. 4 V cấp đi đây, bồ hai cầu, máy hai cầu điện, máy xăng. Đấy, cam ngồi cam hành trình đầy đủ này. Đèn phanh nằm trên cao này. Đấy, xung quanh các lớp kính cấp gương nhá. Thì bọc phim cách nhiệt 3M rồi, tạo nên cái điều kiện thoải mái nhất cho anh chị quý vị di chuyển trên đời kiệu thời tiết nắng nóng này. Ốp bình xăng này, đấy, tay nắm cửa này, được viền chân kính này bọc lớp này. Tay nắm cửa một trạm thông minh này. Đấy, Hyundai Tucson 2011 445 triệu đồng. Đấy, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin cảm ơn mình đang xem buổi livestream này nhá. Chia sẻ bình luận comment nhiều lên anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Vâng, cháu Nguyễn Quyết này, cháu Ốc Xuân này, cháu Huỳnh Quỳnh, cháu Chính Lưu, cháu Minh Hoàng, cháu Đính Đánh Thuê, cháu Triệu Ốc nha, cháu Lê Vinh Lê, cháu Nguyễn Lam Anh, cháu Sơn Nguyễn này, cháu Văn Quảng, cháu Diễn Phan, cháu Luân Đức, cháu Gió An Vương, cháu Lam Phạm, cháu Ngô Minh Khôi, cháu Huấn Mộc, cháu Thiện Phạm này, cháu Khuynh Đình, cháu Phương Nguyễn, cháu Lam Cao. Chào toàn thể những anh chị quý vị nhà mình, những người anh, người chị, người bác, người cô rất là thân thiết của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Ấy, tối nào cũng vào xem những buổi livestream của em Tùng ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, cầm cao này. Đấy thì sẽ là mẫu làng mới về nhỉ, tiếp tục báo giá đình nhá. Đấy. Chào bác Phạm Quang Tiệp đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chia sẻ cho từng mấy lượt đi bác Phạm Quang Tiệp ơi. Đây, hôm nay bên em có một mẫu mới về nhá, một mẫu mới về đầu đời cao đây thì mình nè. Chevrolet Avell nhá. Chevrolet Avell 2016 đăng ký năm bánh 2018 đây. 1.5 số sàn đây. Một chiếc xe màu bạc đây, màu bạc rất đẹp luôn ạ. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 luôn. Tháng 12 năm 2023 này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin luôn. Đấy, một vòng quanh đây, một vòng quanh ngoại thất đây. Quan sát cho em Tùng với gia đình thôi. Đấy, con này bên em bán với cửa tiền nhô 200 một xíu thôi. Nhô 200 một xíu nhá. 223 triệu đồng. Đấy, còn có thể bớt, còn có thể thương lượng được thêm cho những bác nào mà quan tâm nhá, quan tâm sâu nhá. Cứ nhắn tin cho em Tùng đi, có video có hình ảnh chi tiết rồi. Đấy, Chevrolet Avell 2016 ạ. Đấy, những cái mẫu nào mới về này, những mẫu nào mới về mà chất lượng nhất này, em xin báo giá thật là sâu cho nên mình cùng tham khảo nhá. Đây, một mẫu tiếp tục là 5 chỗ nhá, nhưng con này đến từ nhà Honda nhá. Honda CRV 209 2.4 số động này. Đấy, màu đen đây, màu đen châu Phi này rất đẹp luôn. Đấy, 405 triệu đồng thôi, 405 triệu đồng. Honda CRV 209 số tự động. Đấy, nội thất bên trong đây. Nội thất màu đen rất là đẹp này. Vô lăng 2 chấu, à 3 chấu xin lỗi mình. Vô lăng 3 chấu túi khí an toàn trên vô lăng. Cam lồi cam hành trình đầy đủ nhá. Honda CRV số tự động 2009. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin này. Đấy, cái dòng gầm cao nhá. Cái dòng gầm cao thì bên nhà em đang có 3 chiếc. CRV 405 triệu đồng 2009. Santa Fe Hyundai 2007 300 triệu đồng này. Và một mẫu vừa em vừa báo giá rồi, Tucson này. Đấy, Tucson 2011 445 triệu đồng. Và mẫu Outlander Mitsubishi này. Con này bên em đang bán với cửa tiền 565 triệu đồng. Đấy, 5 mẫu gầm cao 5 chỗ này, SUV nhá, rất là đẹp. Đấy, cửa tiền cũng vô cùng là êm ái thôi, để phục vụ gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Minh Khang, chào bác Lê Trường, chào bác Nguyễn Long, chào bác Dương Trần, chào bác Lại Cường nhá, chào bác Hưng Lê này. Đấy, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá hết một vòng cho ô tô đầu mối Hải Dương rồi này. Đấy, 80 đầu sản phẩm vô cùng là chất lượng, vô cùng là đẹp, gửi đến gia đình mình nhá. Đấy, các bác nào mà còn có những thắc mắc nào về những thủ tục mua bán này, sang tên này, đấy, đổi xe này, thì cứ liên hệ với em Tùng. Đây, người thật việc thật đây, chịu trách nhiệm tất cả về những vấn đề chất lượng xe, mua bán xe cho đình mình nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đấy. Thì nhà mình không biết là còn có những câu hỏi gì không nhỉ, có những thắc mắc gì không nhỉ, để em Tùng tiếp tục tư vấn cho gia đình nhà mình nè. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Trên 80 đầu xe này, từ 4 chỗ, 7 chỗ này, gầm cao, gầm thấp này,
SUV, CUV, hatchback, sedan nhá. Cảm ơn anh chị quý vị luôn luôn theo dõi nhá, luôn luôn theo dõi buổi livestream của em Tùng cũng như cho ô tô đầu ngoại Dương này. Đấy thì mỗi tối thì em cũng xin gia đình mình một tiếng thôi. Đấy, xin gia đình mình đúng một tiếng thôi. Thì cứ vào chia sẻ bình luận cho em Tùng một tiếng đồng hồ. Đấy. Đấy thì buổi livestream thì đến đây là cũng chuẩn bị kết thúc rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị gia đình mình vào 8 giờ tối ngày mai nhá. Đấy 8 giờ tối ngày mai và tất cả những ngày trong tuần để em Tùng vẫn lên báo giá nhá. Chắc Lưu Văn Xuân Trường này, chắc Đinh Hữu Nghệ này, chắc Vũ Hay Du này, chắc Ngọc Viên, chắc Tiên Nguyễn, chắc Phan Thương, chắc Hưng Lê. Chào toàn thể anh chị quý vị các bác nhà mình nhá. Đấy, xin chào và gặp lại gia đình mình trong những buổi livestream tiếp theo của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương. Có thắc mắc gì cứ để lại bình luận, cứ lại comment, gọi điện thoại trực tiếp đi, em Tùng tư vấn 24/7 cho nhá. Chào cả gia đình mình. Đấy.